Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi thân tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Người tuổi thân được đón tháng 11 với đầy may mắn. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có những bước tiến đáng kể, chỉ cần bạn chăm chỉ, tự tin vào bản thân mình để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy dù bạn làm trong lĩnh vực gì cũng sẽ thu được những kết quả khả quan. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn luôn được giúp đỡ khi đối diện với khó khăn, thậm chí được người mách nước cho những kế hoạch hợp lý. Người thi cử, xin việc cũng nhận được tin vui bạn phát huy được năng lực của mình và khiến cho giám khảo nhà tuyển dụng ấn tượng trên phương diện tài lộc tháng này bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng đối tượng khách hàng đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn nhân thời điểm thuận lợi này bạn có thể tranh thủ thực hiện những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu quan đới chắc chắn sẽ đem lại cho bạn thêm nhiều may mắn và trợ lực trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy quan hệ của bạn và người ấy ngập tràn những điều ấm áp. Dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, trao đổi với nhau. Người ấy có thể trở thành động lực để bạn vượt qua nhiều khó khăn. Tử vi tuổi thân tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi thân âm lịch thấy rằng bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào tháng này dưới sự phù trợ của tam hợp bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người thời điểm này bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng với trí tuệ minh mẫn bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao trong khoảng thời gian này đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp nguyệt lệnh lâm quan càng cho thấy tháng này bạn cố gắng bao nhiêu thì thành công càng rực rỡ bấy nhiêu vì thế bạn đừng bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân mình nỗ lực dù bây giờ phải vất vả hơn mọi người một chút nhưng sau đó thành quả sẽ vô cùng ngọt ngào tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải dành ít nhiều sự lưu tâm đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người bạn càng được đánh giá cao bao nhiêu thì càng khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt bấy nhiêu. Đừng vội tin tưởng những kẻ tỏ vẻ thân thiết, nịnh hót mình. Những kẻ đó có thể khiến cho ý chí của bạn lung lạc, khiến bạn ngủ quên trên chiến thắng để tiện tìm cơ hội hãm hại bạn đấy. Tử vi tuổi thân tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Tài lộc của người tuổi thân có những điểm sáng rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nhờ có tam hợp thúc đẩy, đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn đem về nguồn lợi nhuận khả quan người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc thậm chí bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo có thể nhanh chóng mở lối đi riêng là người tiên phong cho một trào ly mới Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm làm ăn thì cần đề phòng kẻ xấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn chớ nên vội và nghe theo những lời dụ dỗ bùi tay, đổ tài sản vào những mối đầu tư, không có làm mà vẫn có ăn. Muốn phát triển một cách bền vững, bạn cần phải dựa vào chính sức lao động của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thường triển vọng công lao của bạn từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tử vi tuổi thân tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Người tuổi thân được tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào do tình yêu mang lại. Bạn có thể sống một cuộc sống vô âu vô lo do công việc tài lộc thuận lợi, lại luôn được người khác quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần với những người độc thân bạn có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng với tính cách cởi mở bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán hãy tiếp tục dành thời gian trò chuyện để đôi bên có thể thấu hiểu nhau hơn nếu hai người cùng có mục đích đến là xây dựng gia đình thì mối quan hệ sẽ lại càng bền vững đó có thể là người mà bạn đã trông đợi từ lâu đấy đối với những người đã lập gia đình bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình dù công việc có bận rộn đến mấy bạn cũng không quên trò chuyện tâm sự và giúp đỡ vợ chồng mình trong các công việc nhà dù hai người không thường xuyên hâm nóng tình cảm nhưng mối quan hệ giữa đôi bên luôn luôn ngọt ngào hai người có cùng quan điểm về nhiều vấn đề nên làm việc gì cũng thuận lợi đồng lòng ít khi xảy ra mâu thuẫn mà dù có mâu thuẫn thì cũng là để đôi bên có thể thấu hiểu thêm về nhau Tử vi tuổi thân tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi thân âm lịch bản mệnh có một sức khỏe tốt trong tháng này. Chính vì vậy, bạn luôn cảm thấy hăng hái khi làm bất cứ công việc gì. Thậm chí càng khó khăn, tinh thần của bạn lại càng hăng hái, càng quyết tâm giải quyết hơn. Tuy nhiên, dù có ham công tiếc việc đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không nên bắt bản thân thường xuyên thức khuya dậy sớm. Hãy sinh hoạt có khoa học hơn để cơ thể luôn tràn đầy sức sống, không chỉ trong tháng này mà còn trong khoảng thời gian dài sắp tới. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng 11 âm lịch năm 2021. Tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, xã giao thuận lợi, công việc gặp nhiều điều may mắn. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết thích hợp ký kết hợp đồng việc làm ăn diễn ra thuận lợi quý nhân thìn mùi tiểu nhân sửu mùi màu sắc may mắn hồng vàng tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết được giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng quý nhân thìn hợi tiểu nhân dậu tuất màu sắc may mắn trắng tím tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết vợ chồng quan tâm chăm sóc và thấu hiểu cho nhau quý nhân tị mùi tiểu nhân sửu ngọ màu sắc may mắn đen đỏ tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết chú ý kẻ tiểu nhân ghen ghét tìm cách để cướp mất công lao quý nhân hợi ngọ tiểu nhân mùi tý màu sắc may mắn đen vàng các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi thân trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.